Nó đã lên cái giá là đã là 12 triệu rồi các bạn. Mình tin chắc là nhiều người không biết. Đó chính là cái việc là những cái khóa kéo này nè các bạn. Nó có là chúng ta không thể nào trên toàn thế giới, chúng ta không thể nào chúng ta mua được với giá 500 ngàn hay 1 triệu hay 2 triệu nữa các bạn. Làm cho mình cảm thấy là đây là một cái form nó rất là boxy. Càng lúc càng mặt càng bò lết, càng giặt, càng đi nắng mưa đổi màu. Thứ hai là nó sẽ có những cái đường phay 100 cái trên toàn thế giới nha các bạn. Yo, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với channel của mình là Hà Hình và các bạn đang xem video này trên Forum Barber TV. Ok, và ngày hôm nay mình sẽ trở lại với một cái video, đó chính là một cái video review merchandise của Forum. Đây là một trong những cái sản phẩm mà mình tâm huyết nhất vào đầu năm 2024 này. Sản phẩm này nó sẽ đi vào lịch sử của Forum và chúng ta sẽ đến với hình ảnh của sản phẩm ngay bây giờ. Và ngay trên tay mình đây đó chính là sản phẩm chính của video ngày hôm nay. Đây là một chiếc áo khoác mà mình đặt tên nôm na là Forum Workwear Group Vintage. Nó thừa hưởng lại cái thiết kế, cái áo khoác mà đang làm mưa làm gió trên thị trường, đó chính là chiếc KH Detroit. Nếu như mà các bạn đã và đang biết một chút về thời trang, chắc chắn các bạn sẽ biết về cái thương hiệu KH, cái dòng KH Detroit OG á các bạn. Nghĩa là nó sản xuất từ trước 2018. Giá của cái dòng sản phẩm đó thì nó càng ngày nó càng một gia tăng các bạn, nghĩa là nó tăng kinh khủng khiếp luôn. Những năm 2018 ở Việt Nam mình á thì có nhiều bạn chỉ mua cái áo đó với giá 500 ngàn mà thôi. Đến bây giờ là chúng ta không thể nào trên toàn thế giới chúng ta không thể nào chúng ta mua được với giá 500 ngàn hay 1 triệu hay 2 triệu nữa các bạn. Và cái áo Detroit jacket mà mới nhất, gần nhất mà mình mua được, nó đã lên cái giá là đã là 12 triệu rồi các bạn. Sự là rất là kinh khủng để mà mình bỏ ra 12 triệu và mình mua một cái áo second hand các bạn, cái áo đã qua sử dụng và thật sự nó rất là lâu năm rồi, nó rơi vào những năm 2000, 2010, 2012. Đó là cái giá mà mình phải trả cho cái việc là mình sở hữu một chiếc áo jacket Detroit KH. Nhưng mà quay lại với video này, đó là chính là lý do mà tại vì sao mình lại làm cái áo này. Một, đó chính là mình tin chắc là 2024 này á thì workwear sẽ là một cái làn sóng mới, một cái làn gió mới du nhập vào thời trang của Việt Nam. Và mình tin chắc là tới thì cũng sẽ rất là nhiều những cái thương hiệu thời trang của Việt Nam, local của Việt Nam mình cũng sẽ đi theo hơi hướng của workwear. Và nắm bắt cái điều đó thì mình đã làm ngay một chiếc áo mà nó mang rất là nhiều, mình nghĩ là chắc là nhiều cái sự yêu thích, nhiều cái sự mong muốn, nhiều cái sự đam mê thời trang của mình nhiều hơn. Và ngay trên tay của mình, cuối cùng thì mình cũng đã cầm được trên tay rồi các bạn. Đây là một chiếc jacket Forum Workwear Group Vintage, mình đặt tên là như vậy. Và bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết hơn với chiếc áo này. Ok, rồi thì đây là sản phẩm của chúng ta. Thì ngay đập vô mắt của mọi người là một cái màu. Mình đang nói về cái màu. Thì đây là một cái màu rất là basic của workwear, có nghĩa là của những cái lao động, những công nhân. Đó, đây là một cái màu rất là basic. Và đặc biệt luôn là nó được làm trên một cái chất liệu vải mà mình bật mí với các bạn ở đây á. Đó chính là mình rất là may mắn khi mà mình tìm được một cái loại vải mà của một cái thương hiệu cực kỳ nổi tiếng luôn trong cái thế giới workwear, đó chính là loại vải của Dickie. Đây là loại vải Dickie nha các bạn. Đây là một loại vải mà người Việt Nam mình ở ngoài chợ vải á, người ta sẽ gọi đây là canvas điểm. Tại vì ở đây nó có những cái điểm nè các bạn, những cái sớ mà nó đan nhau, nó rất là chặt, rất là chắc thật sự luôn. Cái áo này thật sự nếu như mà ai phải thật sự rất khỏe luôn mới có thể xé được cái vải này các bạn. Cho nên á, đây là một cái loại vải mà nó chỉ thường là nó chỉ được sản xuất để làm những cái đồ, những cái quần áo cho những cái người mà ở công trình, những người đi
công trình và những người phải lao động chân tay, những cái gì đó mà nó rất là nặng nề để mà nó bảo vệ được họ, thì đây là một cái loại vải mà đến bây giờ thì đúng kiểu là tới thời luôn các bạn. Thật sự là đúng kiểu là tới thời luôn á. Thì trước đây không ai muốn mặc cái này hết, tại vì nó quá cứng đi, nó quá cứng, nó quá khô đó. Là các bạn thấy không, nếu mà mình để cái áo một cái thôi nó cũng tự, nó không tự đứng được luôn, là các bạn biết là cái độ cứng của nó đã cỡ nào rồi. Nhưng mà thật sự luôn, nó phải như vậy các bạn, nó phải cứng như vậy, nó phải đã như vậy nè, thì mình mặc vô người á thì nó mới giữ được cái form, nó mới giữ được cái form áo của mình. Mặc lên người á mình mới cảm thấy là ô, mình đang mặc một cái áo khoác nó rất là đã, nên nó tạo được một cái cảm giác đó. Thì nói thêm một chút nữa về cái bo cổ, thì đây là một cái phối màu mà mình cũng thừa hưởng lại, mình cũng học hỏi lại từ KH Detroit. Ok, đây là mình thừa hưởng lại một cái màu của cái dòng J97. Ở đây mình cũng học hỏi theo bằng cách là mình sử dụng cái cổ, cái bo cổ, cái người ta gọi là cổ bẻ đó các bạn. Cổ bẻ là mình sẽ có một cái chất liệu, đó chính là nhung tâm. Nhưng mà cái này là nhung tâm bản lớn chứ không phải là bản nhỏ, cho nên là khi mà mặc lên á, nó có một cái cảm giác rất là man, rất là nam tính luôn, rất là cứng cáp. Tại lúc đầu á là mình tính làm cái này là cùng một màu, nhưng mà khi mà làm cùng một màu á thì nó không có cho ra mình một cái cảm giác là nó là thời trang. Một cái phần khác đó chính là cái phần túi kéo. Đây cũng là một cái phần túi kéo nha các bạn. Đây có một cái túi kéo mà mình không thấy cái zip ở đâu. Đây rồi, cái zip ở đây. Đây mình làm một cái loại zip kéo ở đây, và nó cũng có bọc nhung tâm ở ngoài. Đó, nó cũng bọc nhung tâm ở ngoài. Và tiếp theo ở bên dưới nó sẽ là, vâng, bình thường á nha các bạn. Bình thường thì như các bạn có thể search thì các bạn sẽ thấy được là áo Detroit KH, thì nó sẽ có một cái logo của Detroit ở đây bằng da. Ở đây mình cũng vậy luôn, nhưng mà mình sẽ thay thế nó bằng một cái chất liệu khác, và mình sẽ thay thế nó bằng một cái logo, đó chính là cái logo của Pharrell. Tại vì đây là một cái jacket merchandise của Pharrell mà tất nhiên là nó sẽ có một cái logo Pharrell ở đây. Đừng quên là chúng ta vẫn sẽ có hai cái túi ở hai bên hông. Hai cái túi ở hai bên hông rất là cool. Ở trong này thì mình cũng tận dụng luôn, mình cũng làm y chang giống vậy luôn, là mình cũng nhân đôi cái tag này lên đây để mình có ra được một cái tag nữa ở bên trong này, và cùng với đó là một cái tag size. Thú vị nữa đó chính là ở đây bình thường là những cái áo khoác cứng như vậy thì họ sẽ rất là khó để mà họ móc lên, cho nên là mình cũng đã chuẩn bị giống như là cái Detroit của mình. Khi mà mình treo lên thì mình chỉ treo cái này thôi, để cho nó không bị hư bất kỳ một cái gì, nó không bị hằn lên cái vải này ở bên đằng sau của nó. Rất là basic, rất là đơn giản thôi, không có gì hết. Lúc đầu ban đầu là mình có tính là mình sẽ thêu hoặc là mình in một cái gì đó nó liên quan đến Pharrell ở trên này, nhưng mà suy đi nghĩ lại thì chắc là mình sẽ không cần cái chuyện đó, và có thể là mình sẽ làm cái việc đó sau, giống như là những cái hãng, những cái xưởng mà người ta hay làm trên những cái áo KH Detroit. Và ở phía sau nó sẽ là hai cái nút bấm. Thì hai cái nút bấm này là nhiệm vụ của nó là để thâu cái phần eo lại, để thâu cái phần eo lại, để cho cái phần eo nó nhỏ lại đó, nó sẽ gấp lại vậy để cho nó bám ở cái phần lưng quần. Rồi còn về bên trong đây, mình sẽ mở ra cho các bạn xem. Bên trong cái chiếc áo Pharrell Workwear Drop Vintage này thì mình cũng đã thủ sẵn cho các bạn một chiếc ao, một cái túi để mà secure và bỏ cái gì đó trong này. Và bên trong thì nó sẽ là một cái loại trần bông, nó sẽ là một cái loại trần bông. Thay vì là nỉ thì mình sẽ sử dụng là một cái loại trần bông, và bên ngoài nó sẽ là một cái lớp lót bằng vải dù, để cho khi mà mặc vô dù là mùa hè hay là mùa đông ở Sài Gòn này luôn á, ở Sài Gòn đi xa hơn, lạnh hơn thì ok, cũng không thành vấn đề đúng không? Mọi người khi mà mọi người mặc á, mọi người cũng sẽ cảm thấy là khá là thoải mái với cái trần bông và cái lót giống như vậy. Và mình cũng đã dặn rất là kỹ là phải làm hình quả cám cho mình để cho nhìn nó sẽ đẹp hơn. Đó các bạn nhìn bên trong nó rất là cứng cáp, nhìn nó rất là chất lượng ha. Ok, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với chi tiết hơn nữa, đó chính là cái khóa kéo. Những cái khóa kéo thì ở trên cái áo này mình sử dụng hai cái zip kéo, một là một cái zip kéo ngắn, hai là một cái zip kéo dài chủ đạo. Thì cái zip kéo dài, mình nói về cái zip kéo dài đi ha. Đây là một cái zip kéo nè các bạn, đây là một cái zip kéo hiệu Ideal, xuất xứ từ Mỹ. Công ty này được thành lập vào năm là 1936, và công ty này chỉ sản xuất khóa kéo thôi các bạn. Nó giống như là những cái công ty lớn khác thì nó cũng y chang, nó cũng lớn y chang giống vậy á, nó cũng nổi tiếng y chang giống vậy, giống như là Y2K hay là đại loại là những cái brand lớn. Thì mình có những cái sự lựa chọn, và
có một cái điều nữa rất là đặc biệt mà nhiều người nha, mình tin chắc là nhiều người không biết, đó chính là cái việc là những cái khóa kéo này nè các bạn, nó có một cái khớp để mà lóc. Khi mà các bạn muốn kéo nó lên á thì các bạn phải bật nó lên và các bạn di chuyển nó thì nó mới di chuyển được, còn không á thì nó sẽ, khi mà các bạn còn không á thì khi mà các bạn gập xuống nè, đó gập xuống về là nó lóc rồi, là nó không di chuyển được nha các bạn. Rất là nhiều người, mình tin chắc là rất là nhiều người là sẽ không biết cái điều này, và mình cảm thấy rất là thú vị để cho khi mà các bạn biết không? Khi mà các bạn gài vô ha, rồi các bạn kéo lên, khi mà các bạn muốn kéo lên đó. Và phần dây kéo phụ này thì mình cũng sử dụng cái khóa kéo của Ideal, nhưng mà nó sẽ là một cái dòng zip ngắn, cái đầu khóa kéo rất là đặc trưng. Thì các bạn sau này các bạn nếu như mà ai sở hữu nó thì các bạn muốn móc thêm cái gì đó vô cái khóa nó kéo này để mà làm trang trí thì nó vẫn được nha. À đúng rồi, trước khi mà mình khoác lên người á thì chắc là có lẽ là mình sẽ nói thêm một chút nữa về cái nút. Đây là cái nút áo nha các bạn. Đây là phần nút áo. Thì cái dòng sản phẩm này á, nó sẽ không có bo, nó sẽ không có bo thun. Thì ở đây á, mình sẽ có một cái nút bấm. Đây như các bạn thấy nè. Đây là một cái nút bấm của 4Row. Và rất là may mắn là cùng một lúc này thì mình có sản xuất chung luôn. Rất là chi tiết một cái detail, và nó là gọi là rất là 4Row. Những cái detail rất là nhỏ thôi, làm cho người ta, những cái người mà sở hữu cái áo này sẽ cảm thấy là cái áo này là một cái dòng sản phẩm rất là chỉnh chu. Ok, và tiếp theo đây chắc là mình sẽ mặc thử vô. Đây là một cái áo size M. Mình sẽ mặc áo size M nha các bạn. Cho các bạn xem size M. Rồi, yeah. Tại sao bây giờ khi mà các bạn nhìn toàn thể rồi các bạn sẽ biết tại sao mà mình lại dùng là 4Row Workwear Crop Vintage. Thì nó có cái từ crop ở trong đó, thì nghĩa là bởi vì á, đây là cái lưng quần mình nè các bạn. Đó, cái lưng quần mình nó sẽ ở chỗ này. Đây, để mình thâu lên cho các bạn thấy được là đây là cái lưng quần của mình. Đó, thì cái áo này á, nó chỉ đến cái eo mà thôi. Đây, mình cài lại. Đây là cái fit mà mình rất là tâm đắc, mình rất là thích mặc một cái fit giống vậy đó, tại vì nó làm cho mình cảm thấy là được, là mình cao hơn, mình cảm thấy là mình thời trang hơn, mình cảm thấy là mình đang bắt kịp được xu hướng thời trang. Đây là form của chiếc áo 4Row Workwear Crop Vintage các bạn. Đó, cái phần vai đằng sau, phần lưng sau này á, mình cũng có làm dựa theo cái Detroit KH, nghĩa là nó sẽ double cái vai để cho nó có sự căng ra khi mà mình sử dụng, lúc mà mình lái xe nó cũng rất là thích hợp. Lái xe rất là thích hợp. Oh yeah. Đó, thì cái điều đặc biệt là của hai cái tay này nó sẽ là một cái ống tay nó rộng hơn bình thường, nó rộng hơn những cái áo bình thường, và nó làm cho mình cảm thấy là đây là một cái form nó rất là boxy. Cái loại vải này nè, nó có một cái đặc biệt, đây là cái lúc mà rất là mới nha các bạn. Đây là cái áo mà rất là mới, tại vì mình cũng mới nhận hàng đây thôi. Và cái vải này á, nó được một cái á, đó chính là cái việc á, càng lúc càng mặc càng bò lết, càng giặt, càng đi nắng mưa, thì cái chất vải này nó sẽ bắt đầu, thứ nhất là nó sẽ đổi màu, thứ hai là nó sẽ có những cái đường phay trên những cái áo, những cái gấp khúc này nè. Đó, những cái nó dựa trên cơ thể của mình. Đó là một cái trải nghiệm mà mình cảm thấy rất là thú vị khi mà mình trải nghiệm một cái gì đó giống như là những cái đồ jean. Những cái đồ jean các bạn thấy họ wash những cái đường lai, nó giống với lại những cái bộ phận cơ thể của mình khi mà mình co duỗi đó, thì cái đó là nó làm cho ra một cái chất áo. Những cái wash đó nó sẽ làm cho mọi người cảm thấy là ok, cái đó là của mình đó, thì cơ thể của mình đọc lên được cái nó làm hằn lên được cái chất lượng của cái áo, và nó làm cho cái áo nó sẽ cảm thấy là hay ho hơn. Đó là một cái mà mình cảm thấy là rất là hay khi mà mình làm chiếc áo này đến thời điểm hiện tại. Đó, ở đây á, thì mình dành cho những cái bạn mà eo nhỏ ha. Nếu như mình, đối với mình á, thì mình cao 1m73 và mình nặng hiện tại cũng là 73kg luôn. Đó, thì mình rất là vừa. Hai cái nút này thì nó không có cần mà mình phải fit vô nữa. Đó, thì nó sẽ làm cho cái áo nó giật vô các bạn. Đó, nó sẽ làm cho cái áo mình nó giật vô thêm một chút nữa. Nghĩa là dành cho những người mà nhỏ con hơn nữa, cái eo nhỏ hơn nữa, gầy hơn nữa thì vẫn có thể fit được giống như mình. Thật sự là muốn mặc cái này everyday luôn các bạn, nghĩa là chạy xe hay là đi nắng đi mưa mà nó vừa thời trang mà nó vừa bảo vệ được mình.
qua rất là nhiều thứ. Ok, thì chiếc áo này nó chỉ có vỏn vẹn thôi nha, nó chỉ có vỏn vẹn thôi 100 cái trên toàn thế giới nha các bạn. Nó chỉ có đúng 100 cái trên toàn thế giới. Và nếu như mà có làm nữa thì mình nghĩ là chắc là mình cũng chưa chắc là mình có thể làm nữa. Mình muốn nó luôn luôn là môi trình đai của Forrow nó luôn luôn có một cái giới hạn, không có nhiều người có những cái dòng này. Thì cái này mình đang mặc size M và mình có thêm một cái size nữa, đó chính là size S và size L. Nghĩa là S, M và L là nó chỉ có 3 cái size áo như vậy thôi. Và hy vọng là các bạn sẽ mau chóng sớm nhìn thấy cái video này và có thể sớm đặt hàng để mà mua, để mà sở hữu nó ngay trên cái website của mình. Đó thì hy vọng là các bạn sẽ thích cái dòng sản phẩm này, thích cái merchandise này của Forrow. Một cái merchandise cực kỳ mới, một cái merchandise cực kỳ thú vị. Đây là một chiếc áo crop vintage của nhà Forrow. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video này đến đây. Nếu như mà các bạn thắc mắc gì thì hãy để lại ngay một cái bình luận bên dưới, hoặc là các bạn có thể để lại một cái bình luận thật là thú vị để mình có thể chọn ra một cái comment thật là hay để mà mình có thể tặng cho người đó một chiếc áo giống vậy. Đó là một cái món quà rất là may mắn đầu năm, đúng không? Nếu như mà các bạn không biết mua hàng như thế nào thì mình sẽ để tất cả mọi thông tin ngay bên dưới phần description. Ok, đơn giản chỉ là vậy thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video này đến đây. Đây là một cái video review về chiếc Forrow Workwear Crop Vintage này. Ok, cảm ơn các bạn đã xem đến đây. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau. Mình là Hà Hiền, peace out. Đây sẽ là một dòng sản phẩm mà các bạn sẽ xuống tiền khi nhìn thấy nó.